Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình có một buổi học ở khóa cùng với thầy MC Nguyễn Thanh Long. Và hiện tại mình đang có mặt tại khách sạn Mường Thanh Nursery 81 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Và hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng theo chân mình, cùng theo và trải nghiệm một buổi học cùng một sự kiện hoành tráng ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Cùng dành những bước hướng mắt hướng sự tập trung của mình về phía sân khấu chiến để chương trình hôn lễ hạnh phúc trong ngày hôm nay sẽ được phép. Hân hoan chào đón tất cả quý vị đến với tiệc mừng quốc quy, chúc mừng hạnh phúc cho và kính mời một vị đại diện trưởng đoàn của gia đình nhà gái thì lúc này cho phép chúng tôi xin được chân trọng kính mời trở về sân khấu và giám đốc của khách sạn Bình Thuận Nursery. Các bạn thân mến, vừa rồi mình đã vừa trải nghiệm xong một buổi tiệc cưới tại khách sạn Mường Thanh, thật là một buổi tiệc vô cùng sang trọng. Và thông qua cái buổi tập hôm nay, mình cảm thấy thông qua sự hướng dẫn của thầy MC Nguyễn Thanh Long và chị MC xinh đẹp thì mình cũng có được cơ hội được lên sân khấu giới thiệu các bài hát ngày đám cưới hôm nay. Mình cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được tham gia cũng như được thưởng thức trong một cái không gian sang trọng, vô cùng hạnh phúc khi được thầy cũng như chị hướng dẫn tạo điều kiện hết sức để cho mỗi học viên có thể phát huy khả năng của mình. Và nếu bạn nào muốn tự tin trước ống kính hoặc là tự tin dẫn chương trình thì các bạn có thể đăng ký qua lớp thầy Nguyễn Thanh Long để có thể phát huy khả năng nói trước công chúng của mình. Và bây giờ có lẽ là thời gian của chúng ta cũng có hạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục một chương trình khác. Bây giờ mình xin kính chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Và mình là Y Danh, đến từ xã Chư Xuê, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Rất vui được kết nối với các bạn. Bây giờ, xin chào.